Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình cùng làm một cái hộp, một cái mạch nha các bạn, dùng để xài điện trực tiếp từ tấm pin năng lượng mặt trời. Thì các bạn đã biết thì tấm pin năng lượng mặt trời của chúng ta thì có nhiều loại các bạn, nhiều công suất. Cái mức volt nó dao động là từ 12V cho tới 46V lận. Cho nên mà các bạn dùng mấy cái thiết bị như là quạt hay là bóng đèn LED 12V gì á, thì khi các bạn xài thì nó sẽ gây cháy, các bạn quá áp sẽ cháy. Thì hôm nay mình sẽ cùng chế một cái mạch dùng để xài trực tiếp từ điện từ tấm pin năng lượng mặt trời xuống 12V nha. Tấm nào cũng được, ví dụ tấm 370W đi thì điện của nó là khoảng trừ 47V, thì các bạn sẽ lấy xuống 12V, các bạn xài quạt DC rút LED gì đó hoặc là đèn LED 12V nha. Các bạn chuẩn bị một cái mạch là 2596 mà có loại HV các bạn, cái loại này là không HV nha. Cái loại HV thì là 2V á, các bạn dùng được điện áp cao, thì cái điện áp của nó là từ 4,5V cho tới 60V. Còn cái loại này á là chỉ có tới 40V thôi nha, các bạn xài sẽ bị cháy. Các bạn đừng có mua loại này nha, loại này thì cái volt nó thấp hơn. Cái loại này là LM2596 nè. Đây. Cái loại này nè, LM2596, để mình cho các bạn xem cái thông số nha. Mình cũng không có nhớ đâu. Đây, giải điện áp đầu vào của nó là từ 4V cho tới 35V nè. Còn cái loại mà HS các bạn, HVS này nè, HVS thì nó ra được tới 60V nha. Đó, nó vào lộ. Thì cái đầu vào của nó là được 60V nha, còn cái loại 2596 bình thường thì chỉ có 35V thôi. Còn cái đầu ra nè, đầu ra thì từ 1,23V cho tới 30V nha. Còn cái loại này ra được tới 55V luôn. Đó. Còn cái dòng thì là 3 mát là 3A nha các bạn. Để phân biệt hai cái loại này á thì lúc mà mình mua các bạn, mình mua cái loại HV nhưng mà shop nó giao lộn á, thành ra mình có hai cái để mình so sánh cho các bạn xem luôn. Thì cái loại mà bình thường á thì chỗ này nó có hai cái đèn nè, đây là sẽ có một cái đèn LED, còn cái này nó sẽ không có. Đó. Còn bề ngoài nó giống y chang các bạn. Mới đầu mình nhìn á mình cũng không có phân biệt được nha. Sau khi mình cắm thử thì mình thấy ở đây nó có một cái đèn LED này. Chỗ này nó sẽ có đèn LED màu xanh, còn cái bên này nó sẽ không có nha. Còn bề ngoài y chang nhau à, còn sau lưng này nè. Đó, sau lưng thì nó khác cái chữ nè. Đó. Mục đích của cái mạch này các bạn là mình sẽ lấy cái điện áp từ 4V cho 60V của tấm pin năng lượng mặt trời nè. Đó, sau đó mình sẽ chỉnh xuống ra 12V để mình xài các thiết bị như là quạt rút LED các bạn, quạt 12V hoặc là bóng đèn 12V gì đó. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp ráp thử cho các bạn xem nha. Các bạn chuẩn bị một cái hộp như thế này. Cái hộp này là cái hộp dùng để bỏ cái công tắc snow off các bạn, chống nước á. Các bạn gắn ngoài trời để chống nước, các bạn có thể mua cái hộp như thế này để các bạn bỏ cái mạch này vô. Nó cũng không cần chống nước nữa các bạn, nếu các bạn có cái hộp nào khác cũng được nha. Các bạn hàn cái cọng đỏ này, các bạn hàn cọng đỏ vô cái in cộng nha các bạn, vô cái in cộng này đó, đâu rồi, ngược in cộng nè, cái
Còn cái màu xanh này các bạn hàng vô in trừ nha. Rồi, còn hai cái đầu ao này các bạn sẽ hàng qua một cái đồng hồ như thế này để các bạn đo volt với là ampe nha. Tại vì cái mạch này nè. À, vì cái mạch này giới hạn chỉ có 3 ampe thôi, cho nên các bạn lắp cái đồng hồ này để xem coi cái ampe là bao nhiêu ha. Nếu mà cái ampe mà vượt quá thì các bạn không xài nha các bạn. Vì xài quá cái mạch này sẽ cháy nha. À, các bạn có thể hàng giống như mình như thế này. Ở hai cái đầu in nè, hồi nãy mình đã chỉ rồi, thì các bạn cái màu in trừ các bạn hàng vô màu xanh nè, còn cái in cộng thì các bạn hàng vô màu đỏ. Còn cái ao thì cái đồng hồ như thế này, nó có hai cọng dây đỏ này, thì các bạn hàng hai cọng dây đỏ vô cái ao cộng nha, cùng với một cái dây cọng dây nữa để đi ra ngoài để dùng cho thiết bị đó. Rồi còn dây xanh như thế này nè, dùng để ao thì các bạn hàng vô cái cọng dây xanh của cái đồng hồ, còn dây đen này các bạn không xài nha. Rồi như vậy như là xong. À, khá là đơn giản. Đây, cọng dây, hai cọng dây này để lấy nguồn ra ngoài xài cho quạt hay là đèn gì đó, 12V nha các bạn. Các bạn hàng vô ao, hàng chung với lại hai dây màu đỏ. Rồi, còn dây màu đen này nè, các bạn hàng vô cái ao trừ là xong. Còn cái dây đen lớn này nè, các bạn bỏ không có xài nha. Sau khi dán cái đồng hồ lên cái màn hình như thế này thì các bạn gắn cáp vô nha. Đây. Rồi. Các bạn siết 4 ốc vô. Rồi, ở cái đầu in với cái đầu ao thì cái đầu in nè, các bạn sẽ bấm một cái jack MC4 ở chỗ này nha, để các bạn tiện cắm pin vào. Các bạn nhớ chú ý cái đầu của jack MC4 nha, thì cái đầu pin của các bạn thì các bạn coi cái đầu âm thì các bạn bấm vô cái đầu âm nha. Vì các bạn mà bấm ngược thì cái các bạn xỏ sẽ không vô. Thì nãy mình có nhìn cái đầu âm pin là cái đầu này, thì các bạn sẽ gắn cái đầu này là cái đầu âm nha. Đây, cái đầu âm là mình sẽ bấm cái màu xanh. Rồi, mình đã bấm xong hai cái đầu nha các bạn. Mình bấm hơi xấu nha. Cho cọng dây nó nhỏ quá nè. Cho mình bấm hơi xấu các bạn thông cảm nha. Rồi. Về cái đầu đầu âm á, hồi nãy mình đã xuống xem thì cái đầu âm là cái đầu này, cho nên mình sẽ gắn vô cái đầu âm nha. Là mình bấm đúng nè, cái đầu này là cái đầu nhỏ này, thì là cái này là cái rắc bự nha các bạn. Các bạn cứ xỏ từ đây xỏ lên nè. Các bạn có thể siết chặt để cho cái này nó bóp sát vô luôn nha, để có thể chống nước nha. Rồi. Còn đây là cái ngõ ao, các bạn có thể dùng cái rắc như thế này. Về cái dùng cái rắc này nè, rắc đực này nè, đó các bạn cắm vô các thiết bị 12V nha. Đây, mình sẽ dùng cái đầu này và hàng vô đây nha các bạn. Rồi, như vậy là mình đã làm xong cái hộp điện để chuyển từ tấm pin năng lượng mặt trời. Để dùng cho quạt hay đèn 12V cũng được. Cái đồng hồ này dùng để chỉnh volt nha. Bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem và chỉnh cái volt này để cho nó phù hợp để mình dùng cái quạt DC nha, quạt LED.
Ok, bây giờ mình sẽ thử bằng tấm pin poly nè, 340W nè. Tấm pin poly này của bên Gigawatt phân phối nha các bạn. Đó, mình bên đó gửi cho mình 2 tấm để về mình xài thử nha các bạn. Ở những video trước mình đã quay cho các bạn xem sơ rồi, thì cái pin này là pin poly half cell nha các bạn. Half cell thì ở trên đây nè, đó, ở dưới đây là một cell, dưới đây một cell nè. Và cái cell này nó cũng chia ra luôn nè các bạn. Đó, nó chia nhỏ cái cell pin ra các bạn. Đó các bạn thấy không? Nhìn nó cái cell này nó sẽ nhỏ hơn. Cái cell này nó sẽ nhỏ hơn này. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ khiêng cái tấm pin này ra ngoài đây nè, mình phơi trong sân mình thôi, không cần phơi ngoài nắng kia nha. Thử coi trong cái chỗ này nè, vừa râm nè, vừa mát nè. Coi cái quạt của mình nó có chạy không nha các bạn. Mình sẽ xài bằng cái quạt 12V nè, rút LED DC với các bạn. Lần trước mình đã hướng dẫn cho các bạn thay rồi, tức là thay cái quạt bình thường thành cái quạt 12V DC nha. Bình thường thì chạy cắm điện 220 nè, để mình cắm điện cho các bạn xem. Cho các bạn xem trước cái quạt này nó quay mạnh như thế nào ha, so với cái mình dùng bằng cái pin mặt trời thì cái tốc độ nó như thế nào, nó có khác nhau không. Đây, bây giờ mình sẽ bật lên nha. Đây, nấc thứ 2, nấc thứ 3. Quay khá là mạnh nha. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng bằng năng lượng mặt trời như thế nào nha các bạn. Mình tắt đi. Rồi, đây là xài điện 220 nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó xài bằng điện mặt trời. Mình đã đổ dưới đây nè, một cái rắc này. Đó, cái rắc này dùng để ghim từ cái thiết bị của mình nè. Đó, thiết bị của mình là một cái rắc như thế này. Sau đó mình sẽ ghim vô đây nha các bạn. Các bạn xem nha, đây có cái dấu trừ nè, thì mình gắn vô sợi xanh. Còn ở đây có cái dấu cộng nè, mình sẽ cắm vô sợi đỏ. Đây, ở trên đây nè các bạn, mình nhìn thấy có một con ốc nè. Đó, cái này dùng để chỉnh volt nha các bạn. Chỉnh volt nè, bây giờ mình dùng để chỉnh volt nha. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nè. Mình quay, đó. Đó, volt tăng lên nè, các bạn thấy không? Đó. Các bạn mà xài điện 12V đó, thì các bạn quay cái ốc xuống đó. Quay chừng nào tới 12V để các bạn dừng nha. Đó, quay khoảng 12V là bạn dừng là được rồi. Còn cái quạt này thì điện áp của nó là từ 12V cho tới 24V các bạn. Cho nên mình sẽ sử dụng là điện 20V nha, cho nó mạnh. Tại vì cái này nè, tối đa của nó chỉ có được 3A, mà 12V á, mà xài hết 3A thì nó sẽ, cái con này chạy không nổi các bạn. Cho nên mình sẽ xài là điện là 20V nha. 20V thì nó tính ra, có tính ra ampe thì nó chỉ có 1 mấy ampe thì nó sẽ chịu được. Rồi, 20V. Ok. Rồi, cái do là mình đang cắm này các bạn, mình đang cắm này, cho nên dòng nó ăn là 0.4 nha. À, bây giờ mình sẽ thử rút cho các bạn xem nè. Rút ra này, đó, thì dòng nó bằng 0 nha. Đó, bây giờ mình sẽ cắm lại. Ok, nắng lên này nè các bạn. Mình quay sơ cho các bạn xem. Bị che bóng xíu nha, mình nghĩ chắc cũng không có sao đâu. Điện áp là
20V nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử bật quạt cho các bạn xem nè. Đất thứ nhất nè các bạn. Đây vẫn là 20V nha và 0,77A. Đó, nắng cũng không gắt lắm nha. Nắng bây giờ đã xuống rồi nè. Mình sẽ thử đất thứ hai. Và bây giờ là 1A nè các bạn. Cũng khá là mạnh nha. Rồi mình sẽ thử luôn nó cuối cùng. Nắng không có đều các bạn, cho nên nó hơi chút nhưng mà cũng rất là mạnh các bạn. Ok, mình đem ra ngoài luôn nè các bạn. Đó, nắng chiếu full luôn nè. À, chỗ này còn bị chút xíu thôi mà không sao đâu. Hát xe mà. Mình thấy nó mạnh hơn nè các bạn. Các bạn nghe tiếng gió. Mạnh hơn rồi nha. Đây, ổ cắm đây, mình không xài ổ cắm nha, mình xài bằng điện mặt trời nha các bạn. Quá phê. Vậy là cúp điện cứ lấy cái tấm này ra phơi với lại cái cục này à, chạy được quạt nha. À, có thể là các bạn có thể là nối cục dây dài vô nhà nha, hoặc làm cái ổ cắm, một cái ổ cắm phụ gì đó. Các bạn chỉ khi mà cúp điện các bạn chỉ cần ghim vô là chạy nha. Ok. Bây giờ mình sẽ chỉnh cái này xuống 12V để dùng cái kích lên 220. Lần trước mình đã review cho các bạn xem để xài thử góng đèn nó có sáng nha các bạn. Đây mình để là 12.5V nha. Rồi bây giờ mình sẽ thử với các bạn xem. Mình sử dụng cái kích này nè, 12V lên 220V nha, dùng để sạc cái bóng chữ U nè, từ 3 đến 20W nè, sạc điện thoại di động, máy nghe nhạc gì đó. À, mình sẽ xài thử bằng cái này nha các bạn. Đây, có đèn lên nè, các bạn thấy không? Đó, tắt nè. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắm bóng đèn thử cho các bạn nha. Ok, mình sẽ sử dụng cái bóng đèn này nè các bạn. À, mình sẽ cắm vô điện 220 để cho các bạn sẽ biết đây là điện bóng 220 nha, chứ không phải bóng 12V nha các bạn. Đây sáng nè, đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này, mình sẽ cắm thử qua cái kích nha các bạn. Đây mình sẽ cắm vô đây nha. Đây, bóng sáng này. Đó. Rồi, lên 220 để xài bóng đèn được nha. Rồi, để mình kiểm tra thử cái này là bao nhiêu ampe nha các bạn. Cẩn thận thôi, hai cái mối này nó chạm vô nhau. À, 0,79A các bạn. Để mình thử tắt nha. Tắt là 0,12 nè. Bật lên là 0,79 nè. Đó. À, sáng rất là mạnh nha các bạn. Rồi, mình đã làm thành công cái
hộp nha các bạn. Dùng để lấy điện từ tấm pin năng lượng mặt trời xuống ra điện 12V hay là 24V gì đó, tùy các bạn chọn trong này. Dùng để xài các thiết bị điện như là quạt 12V các bạn, hoặc là bóng đèn 220, mình dùng kích từ 12 lên 220 để dùng cái bóng đèn hoặc một số các thiết bị khác. Các bạn thấy cái dây nó dài hơn không? Do nãy mình gắn vô tấm pin thì cái dây của cái pin đó nó ngắn quá các bạn, mình xài cũng được cho nên mình hàn ra cái cọng nó dài hơn nha. Mình hàn cho nó dài hơn để dễ sử dụng. Cái mạch này cũng khá là dễ làm các bạn. Cái này chỉ có giá chỉ có 19.000 thôi, còn cái đồng hồ này thì giá của nó tầm khoảng 35.000 các bạn. Nếu các bạn không thích cái đồng hồ này thì các bạn có thể xài cái mạch này không. Sau đó các bạn dùng cái đồng hồ điện các bạn đo vôn ra, nhưng mà mình nghĩ như vậy sẽ khó khăn hơn, các bạn xài sẽ khó hơn là cái này. Cái này các bạn có thể quản lý được cái ampe nè, quản lý được cái vôn để bảo vệ cái mạch này các bạn, để cho nó giống như là các bạn xài tải mà nhiều quá cái ampe mà nó vượt quá 3 ampe thì cái mạch này sẽ bị hư. Nói chung là cái này cũng chỉ xài những cái nhỏ nhỏ thôi các bạn. Ở video sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái mạch khác nó mạnh hơn nha, tầm khoảng từ 10 đến 15 ampe để xài cho nó đã, chứ chỉ có 3 ampe như thế này thì xài cũng không ok lắm. Rồi, nếu các bạn thấy hay hãy like và chia sẻ video với mình, và nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những clip khác. Chào tạm biệt các bạn.